Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình video hôm nay. Vâng, thưa các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với chúng ta cách vẽ một chiếc chổi các bạn nha. Vâng, mình sẽ vẽ một chiếc chổi để chúng ta có thể sử dụng để có nhà hàng ngày. Một cái vật mà rất là gần gũi với chúng ta. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ vẽ một chiếc chổi rơm các bạn ạ. Tin thì bây giờ mình sẽ vẽ một chiếc chổi rơm. Vâng, đây là chiếc chổi rơm của chúng ta các bạn nhé. Đây là những cái sợi rơm được đệm với nhau. Vâng, và đây là những cái phần đệm. Dây buộc các bạn nhé, và đây là phần chổi của chúng ta. Đây, đây là cái chỗ chúng ta rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vẽ lên cái chỗ thứ hai là chuỗi kè, chuỗi bằng lá kè các bạn nhé. Vâng, đây là những lá kè các bạn ạ. Vâng, đây là một cái chỗ các bạn nhé. Thank you.
Chỗ này chỗ gì? Chỗ đâu? Ừ, chỗ đi. Ok, video này nên mình giới thiệu với chúng ta về cách vẽ một số loại chổi rất thông dụng hàng ngày của chúng ta. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.